Honey, chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Lời nói trước tiên thì Honey xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều. Các cô chú anh chị trong thời gian qua luôn đón xem và ủng hộ video của em. Và em xin kính chúc gia đình mình luôn có sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và để tiếp tục phê tống nhà đẹp thì trong buổi tối đẹp trời ngày hôm nay, Honey đang có mặt tại một trục đường kết nối với đường Phan Huy Ích thuộc trung tâm phường 12 quận Gò Vấp nha cả nhà. Để gửi khách hàng mình một căn siêu phẩm nhà phố được gia chủ thiết kế có thang máy kèm phòng xông hơi bên trong nhà. Diện tích thì phải nói là siêu khủng luôn, như một căn villa mini phố vậy đó. Và căn nhà hôm nay Hằng đi giới thiệu với kết cấu chuẩn là một trệt một lửng ba lầu có ban công sân thượng bên trên. Nhà thì với diện tích chiều ngang là 6,5m, chiều sâu là 18m, nhà mình ở hậu là 7m nha. Phong thủy rất là tốt luôn, thuộc hướng chính là hướng bắc, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mà là đông tứ trạch. Cũng như các hướng là hướng đông nam, hướng chính đông, hướng chính nam và hướng chính bắc nè. Cái công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô. Bên trên gồm 6 phòng ngủ, trong đó chúng ta có phòng thờ, sân thượng cực kỳ chill luôn. Đặc biệt đó là gia chủ mình có thiết kế thang máy kèm 2 phòng xông hơi bên trong nhà luôn á. Cũng như là sân vườn dùng để trồng cây, trồng hoa, sân thượng đầy đủ luôn nè. Gia chủ thì đang rao bán cho căn này với giá bán là 16 tỷ 750 triệu đồng. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng đi hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà nha. Và trước khi di chuyển vào bên trong để tham quan, em xin mời khách hàng mình cùng em chúng ta quan sát trục đường phía trước nhà nè. Nhà mình tọa lạc tại khu dân cư ở hiện hữu hết rồi. Đường trước nhà thì hiện hữu rộng 5m. Hai chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái luôn. Cũng như là đường này thì đường thông nha cả nhà, sát bên chợ Phạm Văn Bạch, cũng như kết nối với đường Quang Trung, đường Trường Chinh là rất là thuận tiện khách hàng mình di chuyển các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Và trong bán kính 500m là mình có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện luôn, ngay sát bên sân gót Tân Sơn Nhất, rất là thuận tiện khách hàng mình di chuyển cũng như là an cư sinh sống luôn á. Vị trí thì rất là đắc địa luôn rồi, sát bên phường 15 Tân Bình nha. Tại đây thì chúng ta di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 10 đến 15 phút thôi, ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu hết rồi đó. Tại đây thì dân cư mình có lắp camera khu phố, cũng như là nhà mình gia chủ đã trang bị hệ thống camera rồi, rất là an ninh an toàn cho khách hàng khi mà an cư sinh sống luôn. Cùng em chúng ta ngắm nhìn sơ lược nè cả nhà. Đối diện nhà mình là cũng như là những căn biệt thự và nhà phố cao cấp không thôi nha, hàng xóm rất là thân thiện luôn á. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan. Và trước khi tham quan ngôi nhà, em đi máy được một lần nữa thì chúng ta cùng nhìn ngắm mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà nè. Đó, nhà mình thì có hai lớp cửa nha cả nhà. Một lớp cửa ở đây và một lớp cửa bên tay trái. Một cửa để ra vào ô tô, một cửa để ra vào bằng xe gắn máy nè. Nhà thì thiết kế theo mẫu hiện đại mới nhất năm 2022. Mỗi tầng gia chủ mình đều có chỗ những cái cửa sổ ở bên ngoài kết hợp với những cái lâm dừa gỗ đang dần chiếu sáng. Nhà thì trồng đầy đủ cây xanh luôn á, có đèn chiếu sáng vô cùng lung linh luôn. Buổi tối lên đèn thì rất là đẹp luôn. Thôi và cùng em chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nha. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà. Em di chuyển vào không gian ô cửa chính để chúng ta cùng tham quan nha. Được gia chủ mình trang bị một lớp cửa sắt 4 cánh nè. Đó, ở phía bên ngoài thì mặt tiền chính gia chủ mình có ốp đá nè, cao phun trần luôn, rất là sạch sẽ, dễ lau chùi. Tông chủ đạo là màu xám nha cả nhà. Không gian khu vực sân phía trước thì được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện hết rồi. Bên trên thì mình chỗ những cái ô cửa sẽ lấy sáng nha, kiến trời phía trước của ngôi nhà. Phía này thì mình có thể là đổ được khoảng chừng 3-4 chiếc xe máy rất là thoải mái luôn á. Và phía bên tay trái của Hằng Ni nè, gia chủ thì có trồng đầy đủ cây xanh luôn. Đây, mình có thêm một lối cửa bên này nữa, nhìn góc cửa bên này nha. Đó, cửa để vào xe gắn máy nè. Thôi và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nha. Em đang có mặt tại không gian khu vực radar ô tô của gia đình mình. Nhà mình thì được gia chủ trang bị gồm hai lớp cửa, một lớp cửa sắt bên ngoài kèm một lớp cửa nhôm sinh pha bên trong. Mình có rèm màn cửa đầy đủ hết rồi. Và đây không gian khu vực radar ô tô cũng như là mặt tiền phía trước dùng để kinh doanh nè cả nhà. Siêu rộng, siêu to luôn á. Khoảng này thì mình nhìn thông tận lên phía trên. Bên trên thì mình có đèn chùm là kết hợp với trần chìm giật cấp, đèn trần chiếu sáng đầy đủ hết luôn nha. Nhà thì được gia chủ thiết kế theo mẫu hiện đại, có thang máy, đầy đủ nội thất luôn, tặng lại toàn bộ cho khách hàng mình khi mua. Giá này thì bao gồm tất cả nội thất bên trong nhà rồi. Nhìn thông tận lên phía trên nè, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Một căn nhà thiết kế rất là nét luôn á. Nhà này thì chúng ta có thể là đổ được một chiếc xe ô tô 7 chỗ, thêm một chiếc xe ô tô 4 chỗ nữa, rất là thoải mái luôn nha. Mình để được hai chiếc xe ô tô được luôn. Đó, em di chuyển bên trong để chúng ta cùng tham quan tiếp tục ngôi nhà. Khu vực bàn ăn nè, bộ bàn ăn
6 ghế nha cả nhà, bàn tròn, bàn này thì mình xoay được luôn á. Và em di chuyển bên trong ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan tiếp tục. Phòng khách thì mình nói thông với phòng bếp bên trong. Đó, đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ hết rồi. Chúng ta có bộ bàn ăn, kèm hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, khu vực để tủ lạnh lớn hai cánh nè. Và di chuyển phía cuối ngôi nhà của mình thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực giếng trời. Đây, giếng trời của gia đình mình nha, chỗ thẳng lên khu vực sân thượng phía trên luôn, cho nên nhà đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á, cũng như là gió trời rất là lưu thông luôn. Lavabo và gương soi thì được gia chủ mình đặt ở phía bên ngoài nè. Khoảng này thì mình ốp gạch nha cả nhà, gạch bóng kính. Và nhìn ra phía bên này nè, thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực toilet nằm ở cuối nhà. Đó, toilet thì mình có bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen. Toilet thì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, dành cho khách khi đến chơi nhà, gạch ốp phun trần luôn. Và cùng em chúng ta từ khoảng không gian khu vực phòng bếp mà nhìn ngắm nè. Phía dưới chân cầu thang của mình thì có tiểu cảnh luôn nha. Gia chủ thiết kế hoàn thiện hết rồi, một căn nhà rất là chill luôn. Và khu vực thang máy cầu thang nằm ở cuối nhà, nhà này phong thủy rất là tốt luôn á cả nhà. Đó, thang máy của mình nè, kèm khu vực cầu thang. Cầu thang thì được gia chủ mình ốp đá marble, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng sắt nha. Cùng em chúng ta ngắm nhìn sơ lược một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà. Đây, thiết kế rất là rộng luôn, thông thoáng. Nhà này như một căn villa mini phố gì đó, chúng ta nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình luôn. Và đặc biệt là tài khoản không gian khu vực tầng trệt nè, gia chủ thì có thiết kế tại đây nè, có một cái hồ tiểu cảnh nhỏ nhỏ nha. Đó, hay chưa. Phía dưới khu vực này thì mình cũng có khu vực trồng cây trồng hoa luôn. Đó, thiết kế rất là nét luôn á cả nhà. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan nè. Em đi đa dạng góc luôn, từ tầng trệt. Bắt đầu chúng ta di chuyển lên trên nha. Đó, nhìn từ góc này ra phía trước đó. Và Hằng Ni xin nhắc lại, nhà mình với kết cấu là một trệt, một lửng ba lầu, có ban công sân thượng bên trên. Với diện tích chiều ngang là 6.5m, chiều sâu là 7m. Nhà mình nó hậu 7m nhưng cả nhà chiều sâu là 18m. Thuộc hướng chính là hướng Bắc, với công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực gara ô tô, đổ được 2 chiếc xe ô tô luôn. Bên trên gồm 6 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, sân thượng, trồng cây, trồng hoa đầy đủ luôn. Nhà thì có thiết kế thang máy kèm phòng xông hơi luôn nha. Và em bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực tầng lẫn của ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan. Đó, tầng lẫn thì được gia chủ có thiết kế toilet sử dụng riêng luôn. Và phòng khách riêng biệt trên này. Phòng khách nè, phòng karaoke, phòng sinh hoạt chung. Đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện rồi. Chúng ta có sofa, bàn trà, bức thành tường của mình nè, ốp những cái tấm PVC kèm những cái vân nhựa da gỗ á. Bên trên trần thì đèn trần chiếu sáng nè, trần chìm giật cấp đầy đủ hết luôn. Và có ô cửa sổ chỗ khu vực giếng trời nè. Và từ khoảng không gian này mình nhìn ra khoảng là tầng phía trước nha, khoảng thông tầng phía trước, từ đèn chùm nhìn xuống phía dưới nè. Đó, nhà thiết kế theo mẫu hiện đại, tông chủ đạo là màu xám, đầy đủ công năng cho khách hàng khi mà an cư sinh sống luôn. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan nha. Em sẽ đi bằng thang máy để chúng ta cùng ngắm nhìn bên trong thang máy nè. Đây là khu vực toilet tại tầng lẫn nha cả nhà. Lavabo, đường soi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen đầy đủ hết rồi. Căn này thì gia chủ mình đang rao bán với mức giá là 16.750.000.000 đồng. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà. Khu vực thang máy của mình thì được gia chủ mình ốp gạch phun trần luôn. Đó, rất là nét luôn á. Nhìn bóng bóng, nhìn đẹp gì đâu luôn á. Bây giờ em sẽ di chuyển lên tầng tiếp theo nha. Tầng trệt nè, tầng 1, tầng lẫn nè, bây giờ lên tầng 1. Thang này thì mình nặng 450kg, mỗi lần di chuyển như vậy là được 6 người nha cả nhà. Thang máy bóng kính nè, thang mới bóc tem luôn á. Đó, có kính bao quanh luôn, nhìn rất là nét luôn. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà và giá bán tốt nhất nha. Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1 nè, được gia chủ thiết kế làm phòng ngủ đầu tiên. Đây, đó, chúng ta có giường ngủ nè, tủ quần áo, toilet sử dụng riêng đầy đủ luôn. Bức thành tường của mình thì được gia chủ ốp những cái tấm nhựa PVC nha. Đó, có rèm màn cửa chỗ ra ô cửa sổ khu vực giếng trời nha cả nhà. Đây, tủ quần áo, máy lạnh riêng cho mỗi phòng đầy đủ hết rồi. Cửa ra vào thì được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ đỏ nè.
Bên trong nè, không gian khu vực toilet, mình có lavabo, đun sôi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần, tông chủ đạo là màu xám luôn. Gương này thì chúng ta bật tắt đèn được nha. Đó. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực phòng thứ hai nằm ở phía trước để tham quan tiếp tục ngôi nhà. Phòng thứ hai nè cả nhà. Đó. Siêu to, siêu rộng luôn, phòng ngủ master của gia đình mình đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường, bàn trang điểm. Bên trên trần của mình là trần chùm nhật cấp nè, đèn chùm, đèn trần chiếu sáng. Trong đó thì mình có tủ quần áo rất là lớn luôn nha. Phòng này thì có ô ban công chỗ ra phía trước nè, rèm màn cửa luôn. Đó, đẹp chưa? Đèn chùm bên trên nè. Nhà mình thì đã ngang rộng rồi mà còn nở hậu nữa đó, phong thủy quá tốt luôn á. Hai phòng ngủ master được gia chủ mình thiết kế có phòng xông hơi bên trong nhà luôn á. Đó. Và không gian phía trước nè. Khu vực ban công nhỏ nhỏ xinh xinh có trồng cây trồng hoa được luôn. View ra khu dân cư ở hiện hữu hết rồi, vô cùng an ninh luôn nha. Ngay vị trí là một trục đường kết nối với đường Phan Huy Ích thuộc trung tâm phường 12 quận Gò Vấp. Đó, đẹp chưa? Góc nào cũng đẹp hết cả nhà ơi. Nhà thì siêu rộng luôn á, như một căn biệt thự villa mini phố vậy đó. Chúng ta nghỉ dưỡng ngay chính ngôi nhà của mình luôn. Có tủ quần áo nè, giường ngủ hay tủ tách đầu giường, kệ tủ tivi, máy lạnh riêng cho mỗi phòng, bàn trang điểm đầy đủ hết rồi. Đây cùng Hằng đi, chúng ta di chuyển vào không gian khu vực toilet để tham quan tiếp tục ngôi nhà nha. Toilet của gia đình mình nè. Phòng xông hơi, lavabo, đun sôi, bồn vệ sinh, vách kính ngăn riêng cho khu vực tắm nè. Gạch thì ốp phun trần luôn á. Toilet rất là rộng luôn. Khu vực tắm riêng biệt luôn, lavabo, đun sôi nè. Gương này thì chúng ta bật tắt đèn được luôn nha. Đó. Tông chủ đạo là màu xám. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà nha. Em đi máy từ không gian khu vực toilet mà nhìn ra bên ngoài nè cả nhà. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho em nha. Cũng như là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì hãy alo cho Hằng đi. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tìm đúng nhu cầu khách hàng mình đang cần. Không gian từ lầu 1 nhìn lên lầu 2 nè, đó, em đang đứng ở chỗ phía cầu thang nha. Thang này mình đi rất là đều bước luôn cả nhà. Không có cao quá mà cũng không có thấp quá. Gia chủ thì may đo thiết kế cho căn này rất là nét luôn á. Hằng này đang có mặt tại không gian khu vực phòng ngủ thứ 3 nằm tại lầu 2. Về thiết kế và kết cấu cũng giống y chang tầng bên dưới thôi. Chúng ta có giường ngủ nè, tủ quần áo, cửa sổ chỗ ra ngoài, rèm màn cửa đầy đủ hết luôn. Đó, có tấm nhựa PVC luôn nha. Chăn ga, gói niệm đầy đủ hết rồi, kèm toilet sử dụng riêng bên trong luôn á. Khu vực này thì mình treo tivi nha. Máy lạnh riêng cho mỗi phòng. Cửa ra vào thì gia chủ sử dụng tất cả đều là sử dụng bằng cửa gỗ hết luôn. Bên trong không gian khu vực toilet nè, lavabo, đường soi, để em mở đèn gương lên. Đó. Bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần, tông chủ đạo là màu xám nè. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển đến phòng phía trước để tham quan nha. Đây, phòng phía trước của gia đình mình có ban công chỗ ra phía trước, cũng giống y chang tầng bên dưới luôn vậy đó cả nhà. Vừa đi vào thì phía bên tay trái của mình nè, có toilet sử dụng riêng, mình có lavabo, đun sôi, bồn vệ sinh, khu vực phòng xông hơi riêng biệt luôn, vách kính ngăn riêng với khu vực tắm nè. Đó, nhìn rất là nét luôn ha. Tắm vào mình đóng cửa thì không có bị văng nước đâu. Này, gương này mình cũng bật tắt đèn được luôn. Đó, tông chủ đạo là màu xám, ốp gạch phun trần hết rồi. Gia chủ có để cây xanh ở phía dưới này luôn nè, mình không thích thì mình đem ra được cho cả nhà. Và không gian khu vực phòng ngủ phía bên ngoài, chúng ta có giường ngủ, hệ tủ tách đầu giường, bàn trang điểm, kệ tủ tivi, rèm màn cửa cũng như là khu vực đèn chùm bên trên luôn á, đầy đủ hết rồi. Đó, có ô cửa sổ siêu lớn luôn. Và mình nhìn ra phía bên ngoài này nè. Đây. Cửa sổ cũng như là ban công chỗ ra bên ngoài nha. Ban công nhỏ nhỏ xinh xinh giống như tầng bên dưới vậy đó. Không gian phòng ngủ thì rất là rộng luôn cả nhà. Tủ quần áo thì siêu to luôn.
để được rất là nhiều đồ nha. Gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống ẩm và bảo hành chuối than bên trong thời gian sử dụng nè. Bên trong tủ quần áo của mình thì có đèn led âm luôn. Cái này chất liệu bằng gỗ, cái này chất liệu bằng kính nè. Đó. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho em nha. Em sâu trợ khách hàng mình thương lượng trực tiếp với chính chủ với giá bán tốt nhất. Hằng đi xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình, các cô chú anh chị trong thời gian qua luôn đón xem ủng hộ video của em. Thật sự là em rất là trân trọng tình cảm của khách hàng mình đã luôn ủng hộ và đón xem video của em cũng như là ưu ái cho Hằng đi trong một năm qua. Đó, em di chuyển lên tầng tiếp theo để chúng ta tham quan tiếp tục ngôi nhà. Và chuẩn bị là chúng ta đã đón Giáng sinh, đón năm mới 2023 nữa rồi, kết thúc một năm 2022. Em xin kính chúc gia đình mình có một năm mới 2023 tràn đầy hạnh phúc cũng như là tràn đầy sức khỏe nha. Đó, từ không gian khu vực tầng 3 này cả nhà. Tầng 3 của gia đình mình có không gian khu vực phòng ngủ thứ 5 rồi. Đó, phòng ngủ thứ 5 nha. Mình có giường ngủ nè, tủ quần áo đầy đủ luôn. Ban công chỗ ra phía trước. Rèm màn cửa đầy đủ hết rồi, ban công chỗ khu vực giếng trời á, kèm toilet sử dụng riêng luôn. Và không gian khu vực toilet bên trong nè, gương này mình cũng bật tắt đèn được luôn, có lavabo, đường soi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần đầy đủ hết rồi. Không gian tủ quần áo đó. Để em đứng góc này cho chúng ta nhìn bao quát hơn nha. Đây em tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo nè, phòng ngủ tiếp theo để chúng ta cùng tham quan. Đây, phòng ngủ phía trước của gia đình mình. Phòng ngủ thứ 6 rồi đó cả nhà. Mỗi tầng là hai phòng ngủ nha. Phòng này thì tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình. Có toilet sử dụng riêng luôn á, lavabo, đường soi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, ô cửa sổ chỗ ở bên ngoài nè, cũng như là ban công sân thượng phía trước. Phòng này thì mình có thể là làm phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, phòng karaoke, phòng làm việc, phòng đọc sách cũng được luôn, hoặc là phòng ngủ thứ 6, tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình nha. Phòng này thì quá đẹp luôn cả nhà, như một căn penthouse trên sân thượng vậy đó. Có khu vực trồng cây, trồng hoa phía trước luôn nè. Đó, siêu rộng luôn. Chiêu gì đâu luôn á, bên trên nè. Quá đẹp luôn ha. Gia chủ phải nói là quá tỉ mỉ chăm chút từng công đoạn, từng đường nét cho ngôi nhà luôn. Có cây xanh đầy đủ luôn nè, kèm đèn chiếu sáng rất là chiêu luôn á. Bên dưới gạch của mình là gạch 60-60 nha. Gạch nhám tông chủ đạo là màu xám nè, chống trơn trọt, chống chày luôn. Đó, ngoài này mà mình để thêm một cái bàn trà, kèm ghế ngồi gia đình mình nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, quay quần bên nhau tổ chức tiệc nướng BBQ thì phải nói là quá tuyệt vời luôn á. Đó, trồng cây xanh, mảng xanh đầy đủ hết rồi. View à, đẹp ha, quá thoáng luôn á cả nhà. Một không gian phòng ngủ hoặc là phòng thờ mà có khu vực trồng cây phía trước thì nhìn phong thủy rất là tốt luôn. Thôi và cùng Hằng đây, chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan nha. Cửa ra vào của mình nè, gia chủ đều sử dụng toàn bộ là cửa nhôm sinh pha, kính cường lực 10 ly. Đó, ở đây mình có ô cửa kính nè, nhìn ra ngoài có những cái ánh đèn chiếu rọi nhìn rất là sang luôn. Một căn nhà sang xịn mịn luôn nè. Cùng em chúng ta di chuyển lên tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà, tầng sân thượng của ngôi nhà. Nãy giờ em đang ở lầu 3 rồi đó, bây giờ em đi lên tầng sân thượng nha. Bên trên mỗi tầng đều có đèn chùm treo luôn. Đó, thang máy nè. Đây, thang máy, khu vực thang máy nha. Bây giờ em sẽ đi bằng thang bộ để chúng ta di chuyển lên sân thượng phía trên. Sân thượng siêu to, siêu rộng, khu vực quầy bar của gia đình mình. Đây nè, gia chủ thì để cái hộc này ngay phía này là mình tủ điện nha cả nhà, cũng như là hệ thống thang máy mình di chuyển lên xuống luôn á. Đó, để em quay chúng ta cùng xem nha. Gia chủ còn làm thêm một cái tấm kính che ở đây nữa mà hiện tại chưa có làm kịp, vừa mới lên sóng luôn á. Khu vực thang máy lên xuống nè. Đó, thiết kế rất là chắc chắn luôn nha. Ngay khu vực sân thượng của mình thì có ô cửa sổ chỗ xuống khu vực cầu thang, cho nên ban ngày đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Có thêm một cái cửa sổ bên này nữa mình chỗ ra ngoài. Đây, khu vực sân thượng rất là thích luôn á. Khu vực trồng cây, trồng hoa cực kỳ chiêu luôn nè. Đó, quá rộng luôn nha. Mình lên đây tổ chức tiệc nướng BBQ, gia đình quay quần bên nhau, nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, ánh sáng chiếu rọi nhìn quá đẹp luôn. View ra trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nè. Nhà này mà chúng ta nhìn xa xa ra là thấy lem mát luôn á cả nhà. Đó, lem mát ở đây nè nha. Bên ngoài rõ hơn trên video Hằng đi quay nhiều.
Lê Hoàng Ni quay cũng buổi tối rồi cho nên nhìn không rõ lắm á. Đó, view ra trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, một chiếc view tiền tỷ luôn rồi. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho em nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình, em sẽ hỗ trợ chúng ta thương lượng trực tiếp với chủ nhà với giá bán tốt nhất. Và trước khi kết thúc video, em xin nhắc lại sơ lược về ngôi nhà. Kết cấu chuẩn là một trệt một lửng, 3 lầu có ban công sân thượng đầy đủ luôn. Nhưng mà tính ra là mình một trệt một lửng 4 lầu luôn cả nhà, là 6 tấm lận nha. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực ra ô tô, mình có thể đổ được 2 chiếc xe ô tô rất là thoải mái, kèm rất là nhiều xe máy luôn. Và 6 phòng ngủ kèm phòng thờ sân thượng. Và đặc biệt đó là gia chủ mình có thiết kế thang máy, phòng xông hơi đầy đủ luôn nha. Cũng như là nhà thì với diện tích chiều ngang là 6.5m, chiều sâu là 18, nhà nở hậu là 7m, trục hướng chính là hướng bắc. Giá gia chủ đang rao bán chỉ hơn 16 tỷ thôi. Giá này thì còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà nữa, Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình thương lượng với giá bán tốt nhất luôn. Và quý cô chú anh chị mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho em nha. Nó quá đẹp luôn á. Một căn nhà phố với một căn biệt thự villa mini phố gì đó. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Trước khi kết thúc video nè, em lia máy ra đoạn này nè. Bên trên tầng tum của mình là để bồn nước kèm máy nước nóng mặt mặt trời phía bên trên đó cả nhà. Cũng như khách hàng mình khi xem thì hãy nhớ cho Hằng Ni một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye mọi người.